Trường Nguyệt Vô Tẫn là bộ phim cổ trang tiền hiệp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đằng La Vi Chi với sự tham gia diễn chính của hai cái tên quen thuộc La Vân Hy và Bạch Lộc. Sau nửa là đường mật nửa là đau thương, đây là lần thứ hai La Vân Hy tái hợp với Bạch Lộc trên màn ảnh nhỏ. Những phản ứng hóa học ngọt ngào cùng diễn xuất ổn định của cả hai đã từng rất được lòng fan hâm mộ. Chính vì vậy, đây là dự án đang rất được mong chờ của cặp đôi. Nội dung của Trường Nguyệt Vô Tẫn sẽ xoay quanh câu chuyện tình yêu của Lê Tô Tô và Đàm Đài Tẫn diễn ra ở cả nhân gian lẫn tiền giới. Ở nhân gian, Lê Tô Tô lên kế hoạch sát hại Đài Tẫn nhưng không thành, đẩy bản thân vào đường cùng, phải nhảy lầu trước 30 vạn đại quân. Đài Tẫn vì mất đi người thương mà bạc đầu chỉ sau một đêm, điên cuồng sát hại dân lành. Ở tiên giới, Đài Tẫn ôm hy vọng đưa Tô Tô về bên mình, lại bị vô tình đạo cản trở. Vì Tô Tô, Đài Tẫn trở thành ma tôn. Sau cùng, khi hiểu được tâm ý của người thương, Tô Tô đã phản bội vô tình đạo để có thể ở bên Đài Tẫn trọn đời. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.